Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 8 xe ô tô trên cầu Phú Mỹ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay đã khiến 3 xe ô tô bị cháy, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 45 phút, nhiều ô tô đang lưu thông qua cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 đi thành phố Thủ Đức thì xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 8 xe. Cú va chạm đã khiến một xe ô tô tải và hai xe ô tô con bốc cháy kèm theo nhiều tiếng nổ. Một số người gặp nạn đã được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 3 xe ô tô bốc cháy dữ dội, trong khi các xe khác bị biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài. Nhiều đơn vị, lực lượng chức năng của thành phố Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa điều tiết giao thông.